Chào mừng anh chị đã quay trở lại với video mà phân tích chiến lược đầu tư Forex và chứng khoán Mỹ ngày hôm nay của chúng ta. Trong ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu cặp sản phẩm đó là Euro đô trên biểu đồ ngày ha. Ngày chúng ta phân tích là ngày 6 tháng 11 năm 2018. Thì như trong ở những video lần trước thì tôi cũng đã chia sẻ cho anh chị và các bạn một trong những cái mô hình mà chúng ta thấy rằng là cái sóng của cái cặp sản phẩm là Euro đô này khá là đẹp. Đó là mô hình sóng harmonic của cái mô hình cơ bản đó là ABCD. Thì bây giờ để tôi vẽ ra cho anh chị thấy là thế nào là mô hình ABCD. Thì chúng ta thấy đây nha, hay sao ha. Đây đó. Đó, đây đã hình thành con sóng rồi. Sóng AB rồi. ABCD. Đó. Thì vậy điểm A nó nằm ở đâu? Điểm A nằm trên đây. Ha, điểm A. Rồi, điểm B. B. Rồi, C. C. Rồi, D. D. Nó kéo lên. Đó. Như vậy thì theo với mẫu hình ABCD, sóng harmonic ABCD thì như vậy là điểm D sẽ là điểm đảo chiều. Điểm D sẽ đảo chiều. Và chúng ta thấy rằng điểm D hiện giờ này trong tuần trước đã có dấu hiệu tăng rồi. Và bây giờ những cái tố xác nhận nó cũng hỗ trợ cho cái việc là nó xu hướng tăng lên trong thời gian tới. Thì như vậy thì điểm D là trong vùng giá mà chúng ta có thể là thấy nó đảo chiều tăng lên. Như vậy thì nếu chúng ta thực hiện mua vùng giá hiện tại đó là 1.1402 thì giờ mục tiêu chốt lời chúng ta như thế nào? Chúng ta kéo Fibonacci ra. Đó. Là kéo ra. Thì chúng ta thấy là nếu chúng ta mua vùng giá hiện tại thì cái mục tiêu lợi nhuận chúng ta sẽ là 1.1497. Đó là nhà là mục tiêu gần nhất mà chúng ta lưu ý nếu chúng ta thực hiện cái lệnh mua của sóng harmonic ABCD. Và anh chị và các bạn lưu ý một điều là khi chúng ta thực hiện cái lệnh mua này, chúng ta biết giao dịch theo sóng thì đương nhiên là nó cần thời gian và đôi lúc nó có những sự điều chỉnh. Do đó khi chúng ta thực hiện lệnh mua, chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi. Và cái điều quan trọng là chúng ta phải tính khối lượng cho nó phù hợp để trong trường hợp mà giá nó có dao động về những cái vùng thấp nhất của ngày hôm trước, những phiên hôm trước thì đương nhiên là cái lệnh này chúng ta vẫn còn duy trì. Thì như vậy thì chúng ta khả năng đạt được mục tiêu, chứ không phải là chúng ta áp dụng theo chiến lược là cứ hãy vào ra liên tục. Mà đối với đánh cái sóng này thì đôi lúc anh chị sẽ xây dựng lỗ trước khi mà nó đạt được cái mục tiêu. Đó là một trong những cái mà chia sẻ cho anh chị phải lưu ý. Thì qua đây là tôi vừa chia sẻ cho anh chị và các bạn những cái kiến thức cơ bản, đồng thời cũng một trong những cái dấu hiệu giao dịch trong thời gian tới của cặp sản phẩm là Euro đô. Ngoài ra nếu anh chị và các bạn có sự quan tâm, anh chị có thể vào trong website là hoangngocsơn.com để anh chị có thể nhận thêm nhiều video, hoặc là anh chị có thể nhận được những khóa học miễn phí của tôi để phân tích về thị trường Forex và chứng khoán Mỹ trong vòng 3 ngày liên tục. Như vậy thì sẽ giúp chia sẻ cho anh chị thêm nhiều kiến thức hơn, có kiến thức vững vàng hơn để cho anh chị bước đầu giao dịch nó hiệu quả hơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để theo dõi video. Like và subscribe ngay để có thể cập nhật được những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.